Ngày xưa dương gian qua quá sơn có ai ngờ tới, đã to nổ tung linh khí tiên sinh ra thạch hầu. Thông minh hơn người lòng mang bao nhiêu ưu phiền, đường sinh bất tử qua núi cao vượt đèo tìm sư, vượt bao gian nan cùng tới nơi xin cho học phép. Với tên Ngộ Không do tổ sư ban cho thật mừng, thông minh vô cùng được sư ban cho phép thuật, bày hai phép biến đem phép thuật của mình đi khoe. Cũng từ đây Ngộ Không đuổi đi không về nữa, về qua quá sơn Thủy Liêm Đồng, lại gieo sóng gió tới Thiên Cung Ngọc Hoàng trên cao. Từ Nam Thiên Môn cho tới nơi Long Cung Đại Hải, lấy đi gầy thiên gầy đáo điên hoang mang Ngọc Hoàng. Thiên binh trên trời và thêm Na Tra xuống trần, đều không đánh thắng nên phải quay trở về Thiên Cung. Thần thông vô biên dương tiến sinh đích thân hạ giới, đánh tôn Ngộ Không ngang sức nhau không ai chịu nhường. Qua bao nhiêu hiệp Ngộ Không đã đem lên trời, tưởng như đã hết đem lửa thiêu vào lò luyện đan. Nhốt luyện đan Ngộ Không vắng không sao hề hơn, luyện thêm mắt kim tinh sáng người, lại gieo sóng gió các chư tiên hợp lại đều thua. Hồ lô tiên đơn ăn há hê ăn luôn đào tiên, trở nên trường sinh cần đấu văn đi đi về về. Thiên binh trên trời Ngộ Không đánh cho tới bời, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải đi nhờ Phật Như Lai. 500 năm chờ đường tăng đi qua nơi này, Ngộ Không bị nhốt cho tới khi gặp được đường tăng, nên duyên sư đồ Ngộ Không nay theo tam tạng, diệt bao yêu quái đi thánh kinh đường đầy tà ma.